cao minh. Hoàng bào ta nhuộm tràn xanh, từng thân đành để nhục nhớ vinh, từng thân đành để nhục vinh. Chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa cũng như là đam mê âm thanh xưa. Hôm nay em về một con Onkyo. Dàn con này nó ở tầm giữa dàn trung và dàn mini. Con này thì vỏ đẹp lắm. Con này vỏ rất đẹp. Chạy hoàn hảo CD, MD. Em đang cắm line in. Trước hết này em sẽ đo kích thước. Cục giữa của nó là 20, sâu 30, loa thì sâu 23, chiều ngang 16. Chiều cao là 26,5. Con này thì hai loa đẹp, nguyên zin. Lưới này bẩn thì em sẽ có trách nhiệm em giặt cho các bác. Nếu ông bác nào lấy thì em sẽ có trách nhiệm giặt nhé. Đây, dòng này loa bánh rất hay nhé. Dòng này loa bánh tiếng chắc hơn là cái dòng loa mà cái mặt này nó màu trắng các bác nhé. Bởi vì em cũng đã có vài bộ em bán rồi, vài bộ bán cho khách ở làng. Thì cái dòng loa mà cái mặt màu trắng này, tiếng quánh, tiếng bát kém hơn. Nhưng mà nó là hậu, em không nhớ cái đời của nó, nhưng hậu của nó là thông hơi đằng sau. Thì nhưng mà tiếng bát thì kém hơn, nhưng mà về cái chất nghe nhạc vàng thì con đấy lại nghe nó lại mềm mại hơn. Về cái âm thanh giải cao thì nghe tiếng mềm mại trong trẻo hơn. Còn con này thì quá nhạc sàn thì hay. Tí xem test nhạc sàn đây. Một bên loa nữa đây. Bên này thì cái ấy này là nó gọi là nó hơi có vết móp một tí. Có thấy không? Đấy, móp thì mình nắn ra rồi thì nó còn hơi một tí đây, không ảnh hưởng gì cả đâu. Đấy, các bác nhìn cụ thể còn nguyên zin. Cơ bản là em mới đốm đây, em đốm đây để em nghe. Vui vui lên thì lại đăng lên để giới thiệu với các bác. Con này thì duy nhất này, thùng cạnh thì con này rất đẹp, không có lở, không có gì. Đấy, cạnh đẹp. Duy nhất là nó bị một cái vấn đề là chiếc này. Chiếc này thì phải, đây đúng không? Đây, chiếc này. Các bác thấy chưa? Đấy, vệt này thì nó lại không phải phải là lở. Mà nó lại sùi, nó bị sùi theo thời gian. Đây các bác thấy này, đấy nó hơi sùi một tí ở đây. Đấy, nó sùi một tí. Nó sùi theo thời gian nó bị sùi đấy. Chứ loại này mà có, nếu mà lở mà có nước vào là lở bung nở bét hết ra rồi. Nếu mà có nước vào là lở bung nở bét rồi. Các bác thấy không? Có cạnh rất đẹp. Đẹp lắm. Con kia thì ngon nhé. Con kia thì không bị như này đâu. Con kia nó ngon như thế, mặt con kia ngon như thế này luôn. Đằng sau của nó thì có cổng quang. Đặc biệt là nhà bác nào mà có thiết bị mà hỗ trợ xuất nhạc cổng quang thì nghe tiếng rất hay nhá. Con này có cổng quang in out. Nó cả cổng quang của nó là cả vào và ra luôn. Đây em đang line in. Bây giờ em sẽ test CD đi. Đây, digital các bác thấy chưa? Là cáp chưa cắm này. Nó có giải mã nhá. Em bật CD. CD con này đọc nhanh nét. 15 bài này. Đấy, do mình đang cắm ở cái đường digital ấy kìa. Nó đang bị như này. Đấy.
Next 77 luôn này. Này để phòng nghe hết ý các bác ạ. Đang 77 nha, em lên phát bài 12 này. Đấy. Đọc ầm ầm luôn. Đọc rất nhanh nhá. Em chuyển MD này, MD đang 16 bài này. Chạy luôn. Đặc biệt con này có giải mã. Con này có giải mã âm thanh. MD này, lấy bài MD này, bài 5 của MD này. Bài 6. Em tìm bài nhạc sàn. Hey girl, what do you do tonight? I'm gonna do something. Nốt rất nhanh nhá. FM thì các bác phải AM FM thì các bác phải có ấy nhá. AM FM các bác phải có dàn nhá. Tức là nó quên, em xin lỗi, nó phải có cái đúng, nó phải có dàn anten cắm đằng sau nhá. Đấy, không có dàn anten cắm đằng sau thì nó mới ấy các bác nhá. Em chưa thử dò cái AM FM máy nó ở đâu. Molo, CTF, CD, Tab, Line-in. Em test nhạc sàn nhé. Test Line-in. Rất đẹp nhá. Con này duy nhất là nó chỉ bị ở cái vỏ đây. Cơ bản nó đang, em đang ở đây đây. Ở góc này này. Do vận chuyển nên nó bị hơi móp một tí tí ở cái góc đây, góc này một tí xíu thôi. Còn lại là ok, không bị nhá. Bởi các bác nhìn cái mặt nó đẹp như này, các bác biết này, mặt đẹp. Đẹp đẹp đẹp, không vết xước. Duy nhất đây, nó vết tí tí đây. Hơi mờ mờ một tí như kinh kinh đâu, còn lại là không có vết xước nhé. Con này thì em xin phép bán với các bác là giá 2.1 triệu, không bao đổi nguồn nhé. Con này chưa có đổi nguồn, giá 2.1 triệu. Còn bác nào có nhu cầu mà thêm đổi nguồn thì em sẽ đi lấy cho, chứ còn em thì em không có bán đổi nguồn. Còn bác nào có rồi thì thôi, con này là em bán là 2.1 triệu nhé, chưa đổi nguồn và không qua ship nhé. Con này nghe không phải suy nghĩ quá nhá, mở gần hết volume không vấn đề gì. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video nhé.